Alo, em Thanh Phạm xin chào toàn thể anh chị em quay trở lại với kênh YouTube của em nhé. Nay em lại lên video giới thiệu đến anh em một vài mã sản phẩm thì đầu video. Kính chúc anh chị em có một buổi tối thật là vui vẻ và nhiều sức khỏe bên gia đình và người thân. Hôm nay em có về một lô bếp ga và một số đồ linh kiện nữa thì anh em theo dõi video. Cần sản phẩm nào thì có thể ủng hộ em Thanh Phạm qua cái số điện thoại trên màn hình anh em nhé. Đầu tiên thì em có về được cái dòng nguồn 12V. Thì lô này về nó là lô 7A anh chị nhé. Đây em cho anh em mình coi 7A. Đó, thì hôm trước là về lô 5A. Nhưng mà lô này nó là về lô 7A. Con này cũng rất là ok luôn. Để cho các bác xài quạt quậy bóng đèn bóng điếc dòng 12V. Đây có một cái bóng LED. Và đầy đủ phụ kiện cho anh chị em. Như là dây nguồn số 8 cắm vô đây. Đấy, con này nó đến từ thương hiệu là Astro anh em ạ. Đó. Về các bác chỉ việc cắt hai cái dây này ra và mình xài thôi. Đây em cắt dây cho anh em coi nhé, dây của nó dây rất là to. Về các bác đấu vào bóng LED 12V hoặc là mình xài quạt 12V nhé anh em. Đó. Đấy, đây là cái dòng dây của nó, dây cực kỳ là to luôn. Trong cái bo mạch của nó cũng rất là ổn áp luôn mọi người ạ. Đấy, đây là cái dây của nó này. Thì dòng này anh em yên tâm một điều là mình xài bao ngon rồi. Có tem bảo hành luôn này. Tem bảo hành. Thì nguồn này anh chị nào cần cái nguồn 12V này thì giá của nó là 120.000 một bộ nhá. 120.000 một bộ, anh chị nào lấy thì báo em. Theo thì có một số cái khớp nối điện nó gọi là domino anh chị nhá, domino. Thì cái khớp nối này nối điện mình test đồ rất là nhanh, hoặc là anh em không cần bị bọc quấn băng keo nữa. Đây thì cho các bác coi xem thông số của nó nhá. Đấy, con này từ 0.08mm là cái lỗ đấy, đến dây 4mm cái lỗ của nó đây. Thì các bác cứ việc nâng lên như này và đút dây điện vào để vào khớp này, rất là chắc nhá. Ở đây là 500V và 32A. Đấy, nhựa của nó thì nó là chất nhựa ABS rồi, cực kỳ là xịn sò. Thì về các bác cứ xoáy này như này, cắt đầu dây điện ra cho em xong là xoáy nó vào. Đấy, cho nó dây nó khỏi tuẻ ra. Và mình đưa vim vô như này. Đó, vim vô như vậy là cực kỳ là chắc. Đây là cái dây nhỏ nhá. Dây to dây 4mm anh em cũng đưa vừa hết nhá mọi người. Đó. Thì cái loại này giá là 10 ấy một mã nhá mọi người nhá. Đấy. 10 cái nối điện này một mã là 40.000 đồng một cái, 10 cái này. Đó. Rồi, tiếp theo thì có thêm một số cái kìm cắt linh kiện như này. Chân linh kiện đấy mọi người ạ. Đấy. Con này của Flato gì đó. Flato ấy. Giá 25.000 đồng một cái. 25.000 đồng một cái anh chị nhá. Rồi, tiếp đến là cái bảng LED 12V. Con này công suất của nó rất là khủng luôn, công suất của nó là 70W lận. Đấy, phe nhôm tản nhiệt dày dẫn, rất dày nhôm này. Và anh em dùng 12V nó không hề nóng một tí nào luôn. Những cái chip LED của nó thì cực nhiều luôn. Đó, thì mình chỉ việc dán ấy vào đây thôi. Thì em có một cái bộ điều khiển như này, em sẽ hàn sẵn cho anh em mình về mình điều khiển từ xa. Đấy, điều khiển từ xa rồi là mình dùng qua một cái con nguồn như này nữa là rất là ngon. Thì em sẽ hàn luôn như này cho anh em mình nhá. Cái này anh em mình dùng một là các bác dùng cho em là bình ắc quy 12V. Hai là dùng cho em một cái con nguồn như này, thay thế các bóng thông thường luôn. Nó rất là sáng và anh em biết rồi, nếu mà mình dùng cái dòng 12V ấy thì nó siêu tiết kiệm điện. Mà ánh sáng của nó cực là sáng luôn các bác nhá. Nếu mà các bác cho vào các xưởng siếc cũng được luôn nha các bác. Đó, bây giờ em sẽ cắm chơi luôn một con nguồn như này. Đó, thì bây giờ là ánh sáng nó lên rồi. Ánh sáng thì nó sáng cực kỳ luôn như này. Ánh sáng trắng luôn các bác, trắng xóa luôn. Và đây, còn một con điện đầu mót. Đầu mót này thì anh em có thể tắt bật ở đây, tắt bật thông thường ở đây. Đấy, một cái nút ở đây. Tắt bật thông thường. Và tiếp theo thì nó có tính năng là giảm 50% công suất này. Đấy, giảm thì nó không tương thích với camera thì nó hơi nháy một chút. Giảm tiếp tục 25%.
Đấy, bình thường nó không nháy đâu nhá. Em nhá, cái nút màu xanh này thì nó chuyển sang cái chế độ khác. Còn đây là mình sẽ thay đổi, ví dụ như là 50% này thì sẽ giảm đi này, 25 này, đấy, giảm đi này, và tăng lên 100% thì anh em ấn 100%. Còn trên này những cái mod, thí dụ như là anh em mình có thể thay đổi cái chế độ nháy. Ở đây thì nó có mấy cái chế độ nháy như này. Rồi bên này thì nó sẽ có hai cái cộng trừ này. Thì anh em muốn cho nháy chậm đi, đấy, em cho nháy chậm lại này. Mình sẽ ấn bằng nút đây, cho chậm lại này, chậm hết cỡ luôn. Là nó nháy cảnh báo như kiểu là, đó, như này, nháy cảnh báo như này. Ánh sáng của nó rất là tốt luôn. Và nó có cái nhôm tản nhiệt này, nó cực kỳ là ngon này. Nếu các bác không muốn nháy nữa thì các bác ấn nút màu xanh đây, màu xanh này, tắt đi này, nó sẽ là màu sáng thông thường như vậy. Con này nó sáng rất là ác luôn mọi người ạ, sáng gọi là sáng chói chang. Tiếp theo một vài tính năng nữa thì đây nó là tính năng nháy dần như này. Đấy. Rất là nhiều tính năng mình cho nháy nhanh, nháy chậm này. Vài tính năng nữa. Đó. Rất là nhiều tính năng ở đây. Và cái hay của con này nó nắng mưa là chịu ok luôn. Cái hay của cái thằng này là nó có thể chịu nước. Vâng. Nó chịu nước rất là ok luôn anh em nhá. Chịu nước kể cả ngay như cả các bác tưới luôn và ngâm luôn vào dưới nước cũng không ảnh hưởng gì. Đấy. Và nó sáng cực kỳ luôn. Đây. Hiện tại là bây giờ ngoài trời vẫn sáng như này. Nhưng mà em soi lên này. Đấy. Bỏ ra này. Soi lên này. Đấy, bỏ ra này. Cực kỳ là sáng luôn. Một con led như này. Đấy, ngoại trừ một điều lưu ý cho em nhá, là cái mạch như này thì anh em nhớ là bảo vệ nước cho em, hoặc là anh em nối dây dài ra. Cái mạch này để trong nhà nhá, để trong nhà anh em dễ điều khiển. Rất là hay luôn. Đấy, rất hay luôn. Ngâm nước các thứ thoải mái luôn. Tại vì cái chỗ này nó là sử dụng silicon rồi. Cực kỳ là ngon lành. Có cái chảo mà nó lại không vừa cái này. Đấy, nói chung là anh em mình ngâm nước thoải mái nhá. Ngâm nước thoải mái. Giá cho một bộ như vậy kèm mạch điều khiển như này cho anh em, giá là 150k trên một bộ. Đó, về các bác thay hết cái này, cái bóng giả đèn led của các bác, bóng của nhà các bác sang cái dạng này là siêu tiết kiệm điện năng. Tiền điện của các bác là giờ nó cực kỳ rẻ. Đó. Để được cái dòng mã cân điện tử cân tiểu ly anh chị nhá. Con này đến từ thương hiệu Winling. Thì về các bác có tặng kèm cho anh em một cặp pin nữa nhá. Cặp pin nữa về các bác lắp pin đằng sau và cho áo ra và mình lắp pin vô. Con dòng này thì nó sẽ cân được tiểu ly, cân nó rất là cân nhiều tính năng. Và đây màn hình điện tử rất là to, mặt của nó là mặt inox. Và cái này thì nó có cân gam này. Đấy, chế độ là OS gì đó. Mà mili này, CT này, kilogram này, TL này. Đấy, mấy cái chế độ như này thì đa phần anh em mình cân gam là chủ yếu này, cân gam và cân kilogram. Thì con này nó cân mắc của nó là 10 cân nhá. Mắc cho anh em cân là 10 cân. Còn cân gam anh em chỉnh chế độ cân gam. Như một túi như này nó là 339g. Đấy, 339g một túi như vậy. À, rất là tiện lợi cho anh chị em mình. Không xài nữa thì mình sẽ tắt đi và mình chuyển các chế độ ở đây, hai nút như vậy. Đó, và không tắt thì tự động nó sẽ tự tắt thôi. Không xài đến là tự động nó sẽ tự tắt mọi người nhé. Chị nào lấy cái cân này thì giá còn cho nó thanh lý là 130.000 thôi anh em. Đấy, thanh lý cho anh em 130.000, trước của nó 180.000 mọi người ạ. Nay để anh em giá 130.000 một cái cân nha. Tiếp tục có một ít cái dòng dây nguồn anh em nhá. Dây nguồn này dài bao nhiêu ta nhỉ? Đây, con này dài 5m8 anh chị nhá. Nó gọi là gần được 6m. Gần được 6m, hàng dây Mỹ. Dây đẹp, gần như mới luôn anh em ạ. Mềm, chống rối, dây dù. Đấy, dây dù. Đồng, dây đồng 100% là dây đồng, nhìn rất là xịn sò luôn anh em ạ. Hàng nước ngoài thì anh em yên tâm về cái dòng dây như này. Nó báo cái số lượng nó đủ lắm mọi người ạ. Dây này nó là dây 0.824 mm. Đấy. 0.0 dây 2 nhân 0.824 mm, tức là gần 1 ly.
gần một chấm, dây gần một chấm. Đó thì cái dòng này mọi người có thể lắp vào quạt quậy bóng điện, rồi là máy hút bụi được các thứ lọc khí, dây dài, máy bắn vít, rồi là nói chung là rất là nhiều mục đích. Đấy, thí dụ như anh em làm trên giáo cần cái dòng dây dài thì đây, và nó hay bị rơi máy thì dùng cái con này. Dây này nó có dòng dây dù đấy, và có một lớp chống cháy ở bên bọc bên ngoài cái dòng dây dù như này nữa. Đó, dây cực kỳ là xịn và nó mềm lắm mọi người này. Đấy, mình bỏ ra phát là nó lại thả về bình thường như vậy. Đấy, nó không có rối được. Và giá hôm nay em thanh lý cho anh chị em mình nhá, cái dòng dây như này. Giá 55.000 một đồng một dây. Đấy, 55.000 đồng một cái dây như này, quá ngon luôn. Chân là chân dẹt, đầu có đầu ghim. Đấy, 55k một dây anh em nhá. Số lượng thì cái này nó có hạn thôi. Tiếp tục ở đây em có cái bộ khoan tháp như này. Giá nó cực kỳ là rẻ cho anh em mình, rất là tiện dụng cho công việc của các bác để các bác xài. Con này nó là thương hiệu của Unica. Đấy, nó là thuộc vào dạng dòng thép gió. Dòng thép gió. Đây thì bộ này có 100.000 thôi, nhưng mà nó có 3 mũi khoan tháp nhé mọi người nhá. Mũi lớn nhất của nó thì từ 4 cho đến 32 như này. Đấy, để anh em dùng máy khoan tay, máy khoan pin các thứ là dòng dùng cái mẫu này. Nó có 3 mũi khoan tháp và 3 cái mũi tạo gen trong. Đấy, tạo gen trong. Thì mũi này nó là mũi 8 này và mũi 6 này và mũi 4. Đấy, nó như trên màn hình. Mũi 4, mũi 6, mũi 8 và đây là 3 mũi khoan tháp. Giá của nó có 100.000 đồng một hộp, như một bộ như vậy. Một bộ như này. Về các bác dùng máy khoan pin, máy khoan điện các thứ là ngon lành. Đó, 100k anh chị nhá. Em có mấy con dòng con dao móc khóa. Đấy, hàng của USA. Đấy, rất xịn sò như vậy. Các bác nào hay dọc cái gì đó hay cầm cái gì đó thì mình sẽ dùng cái con dao này, rất là hay. Giá của một con như này nó có 120.000 thôi, nhỏ gọn, đẹp, xinh xắn, xịn sò, chắc chắn. Đó, 120.000 đồng dao móc khóa anh chị nhá. 120k. Đây là khóa đĩa anh em nhá, khóa đĩa. Khóa đĩa này thì của Choice cái gì đó này. Có chữ Germany. Thì cái dòng này khóa thắng đĩa mọi người nhá. Khóa thắng đĩa. Thì anh chị dùng cái này rất là nhỏ gọn. Đi đâu đó mình có cái xe Honda mà có cái thắng đĩa, anh em khóa vô nó vào. Khóa vô nó vào xong là mình đi đó, mình cũng có một cái gì đó an toàn hơn. Hoặc là dùng xong anh em kẹp luôn vào cái phần hông bụng xe á. Khóa luôn vào cái kẹp mà inox hông bụng xe á mọi người nhá. Khóa thì gồm cho có hai chìa, chắc chắn, xịn sò, gọn gàng. Đấy. Rồi, giá 90.000 cho anh em mình một cái khóa như này. 90k nhá, đây có cái lẫy này, người vô vào. 90k một cái. Còn vài dây loa anh chị anh em nhá. Dây này là dây kết nối âm thanh. Đó, thì dây của nó thì nó sẽ có những cái đầu bắp chuối như vậy. Để anh em mình về kết nối đầu bắp chuối này thì nó là dạng mạ vàng để kết nối âm thanh cho nó dẫn âm thanh cho nó chuẩn chỉ đấy anh em. Dây cực kỳ là to, dây 2.5. 2 x 2.5. Và đây này anh em nhìn này, dây hàng Made in Germany này. Made in Germany luôn. Đấy, có được có 3 dây. 3 dây. Thương hiệu của nó là Sommermunder cái gì đó, em này tiếng Anh em nó không đọc kiểu dạng lái tiếng Việt thôi. Đấy, hàng Made in Germany. Dây dài 2.5m và một bộ của nó là 2 dây. Đó. Vị trí đâu đó là 5 mét anh em, 5 mét. Giá cho một bộ như này là 350.000 đồng. Đấy, 350k một bộ 2 dây. Bao ship cho anh chị em mình nào cần dây loa nhá. Đấy, dây loa, dây 2.5. Thì ở đây em có một vài cái đầu nối nhanh của Bose anh chị nhá. Đầu nối nhanh của Bose như này cực kỳ là ngon để anh em mình xài. Ví dụ như là các bác đang bắn vít, bắn một con mũi vít ở đây. Đấy, các bác muốn tháo nhanh ấy, thì mình sẽ dùng cái này nâng lên và mình sẽ thay cái đầu ốc bu lông để bắn. Đó. Cái này nó là chân lục giác nhá mọi người nhá. Mọi người có cái máy bắn vít có cái đầu lục giác thì cắm vô là xong. Còn cái đầu vặn như này thì mọi người sẽ xoáy vào đây.
Đấy, xoáy vào đây. Rồi, anh chị em mình bắn vít thì mình sẽ đưa vào đây này. Hoặc là cái đầu bắn tôn. Đấy, mình sẽ nâng lên và phát là nó sẽ tự hít thôi. Nó có cái nam châm hít và nó có cái hãm nữa. Đó. Và khi mà anh em không bắn vít nữa, cần bắn hoặc là bắn thêm một cái mũi dài hơn, hoặc là bắn thêm một cái đầu hoa thị. Đấy, thì anh em mình sẽ bắn lấy ra rất là dễ dàng, nhanh gọn lẹ. Đấy, cần một cái dài hơn này, hoặc đầu bắn tôn. Đấy, rất là hay. Rồi, con này nó đến từ bốt nhá anh em nhá. Từ bốt. Đấy, hàng đến từ bốt. Thì cái này cũng có một vài cái con mà nó hơi xét một chút như này này, như trên màn hình này. Còn cái này nó là dạng ốc dạng thép thép trắng á, thì nó không có xét được. Đấy, mọi người thấy không? Rồi, giá là 50.000 đồng một chiếc nhé anh em nhé. 50.000 đồng một chiếc. Cái này em có được vài chiếc, anh chị nào lấy thì báo em nhá. Rồi, tiếp theo thì có một số cái mẫu CB. Mẫu CB này là mẫu CB 3 cực. Ba cực như anh chị em mình về chỉ có dùng hai cực thôi. Hai cực tức là chân giữa mình bỏ ra, trên thì mình sẽ chơi âm dương và bên trên như này. Đấy, lắp vào tổng gia đình nhà mình nhá. Cho nên nên lắp một con chống giật như máy móc hay là như tổng gia đình á. Ví dụ như trẻ em nhà mình nó có nghịch hoặc nó va chạm nhẹ một cái thì có cái con này nó bảo vệ rồi. Đấy, nó an toàn anh em nhá. Nó chả đáng bao tiền nhưng mọi người cứ lắp thêm cho em một cái. Đấy, hàng ở Made in Japan, công suất là 40A. Dòng giò là 30mA. Thì những cái này nó là lô hàng bãi về vệ sinh sạch sẽ và có dán tem ở đây. Đấy. Và lỗi anh em lưu ý là lỗi là em sẽ đổi cho anh em cái mới hoàn toàn luôn. Đổi cho anh em cái mới hoàn toàn luôn. Thì nó sẽ có Mitsubishi này và của Nationa này. Nó lẻ lắm mọi người nhé. Nó không có số lượng nhiều là nhiều đâu. Ví dụ như là Nationa thì hiện tại chỗ này em đang có hai con này. Và Mitsubishi thì cái màu xanh này một con này. Và màu trắng này một con này. Đấy. Và của Fuji nữa này. Nhưng mà nó đều là hàng của Nhật, nội địa Nhật. Và công suất thì nó 40A và 30mA hết mọi người nhá. Đó, đây là cái dòng CB CB 40A 3 cực. Đấy. Là dòng CB khối. Dòng CB khối. Thì giá bọn này em đang thanh lý cho anh chị em mình với cái mức giá là 190.000 đồng một cái. Đấy, 190.000 đồng một cái, bao cho anh em hoạt động bình thường, lỗi trong vòng 3 tháng mà nó có lỗi lầm gì đó, em sẽ hoàn toàn em đổi mới cho anh chị em một cái mới. Đó, ok chưa anh em? Đấy, có cả Fuji nhá, Fuji. Đấy, đây là Fuji. Đây cũng là Fuji. Nhưng mà công suất là 40A, Fuji này thì nó là 3 nút test, mọi người nhá, 3 nút test. Đấy, bao anh em hoạt động bình thường. Ngon lành luôn anh em ạ. Chỉ cần nghe cái này là biết là hoạt động bình thường. Đấy, con này có 40A màu trắng này. Rồi. 190.000 đồng một em nhá. Một con như này. Hoạt động bình thường cho các bác. CB khối. À, sản phẩm tiếp theo thì em có một ít cái quạt tản nhiệt nhá mọi người nhá. Quạt tản nhiệt này nó rất là xịn sò. Đấy, xịn sò cực kỳ. Ê, bây giờ em cân thử cho anh em biết một cái quạt nó nặng bao nhiêu là anh em biết nó chất lượng nó như nào rồi. Đây, các bác chờ em chút xíu nha. Đây là tính gam nhé mọi người nha. Con này nó đâu đó nó là được hơn 5 lạng 4. Đấy, 5 lạng 4, 5 lạng rưỡi một cái như vậy. Đấy, 5 lạng rưỡi một cái như vậy. Thì dòng này nó thương hiệu của nó là thương hiệu Sunon. Thương hiệu của nó Sunon, mã sản phẩm của nó đây thì nó là FP101A. Đấy. Chạy điện áp của nó thì nó là chạy điện áp 115V, hàng xuất đi Mỹ. Đấy, hàng nó xuất đi Mỹ. Nhưng cái dòng này thì nó là sản xuất gia công tại thị trường Made in China. Và đây là một số cái chỉ tiêu của nó như này. Đấy, hàng xuất Mỹ thì anh em biết được chất lượng nó phải được cỡ như nào nó mới được xuất sang Mỹ mọi người nhá. Bây giờ em sẽ đo phần kích thước cho anh em mình coi luôn. Một lát nữa thì em sẽ test hàng cho anh em mình. Ở đây nó sẽ là vuông 12 x 12 và trên này nó có hai chân ghim. Đấy, thì cái giải pháp mà cho anh em mình xài điện 220 á là các bác dùng như này cho em này. Tức là mình sẽ đấu nối tiếp từ một chân này sang một chân này.
Đấy, một chân này sang một chân này đấu dây điện vào. Còn lại là hai chân này thì các bác cắm vào điện 220 là nó sẽ chạy ngon lành luôn cho anh em. Thì bây giờ em sẽ test cho anh em cái quạt như này cắm điện 220 cho anh em mình xem nhá. Rồi em ghim điện vô test thử luôn cho các bác cái mẫu này nhá. Đây đấu thẳng trực tiếp điện 220 này. Đấy, gió nó mát như vậy luôn. Rất mạnh luôn nha các bác này. Em đặt một cái tương đối là xa rồi đấy nhá. Rất xa đây này. Đó, anh em thấy cái lượng gió của nó đấy. Bây giờ quạt chạy tít luôn. Chạy tít ngủ luôn này. Cho máy móc. Cái này anh em mình làm quạt mát mùa hè cũng được luôn các bác nhá. Làm quạt mát mùa hè luôn cũng được luôn này, mình chế. Rồi, ok anh chị nhá. Anh em nào mà cần mẫu này thì báo em này. Cái quạt này giá cho một cái giá cho hai chiếc đi anh em. Hai chiếc nhá mọi người ạ. Giá bao rẻ luôn cho anh em nhá. 110.000 đồng, 110k. Đấy, thì anh em lấy cái này thì báo em là quạt su non nhá, quạt tản nhiệt nhá, quạt tản nhiệt 110.000 đồng hai cái. Vị trí đâu đó nó có 55.000 một cái thôi đấy, mà là cần hàng mới luôn nhá mọi người. Động cơ này anh em biết đâu, động cơ toàn động cơ không chổi than thôi nên là nó bền bỉ và nó siêu tiết kiệm điện năng đấy. Công suất của nó thì khủng lắm mọi người, rất là mạnh, tần suất là 50/60 Hz này đấy, mọi người nhìn thấy không. Mã sản phẩm đầy đủ các thông tin cho anh em mình. Về cái chiều ngang này em quên, em chưa có đo thì đây em đo luôn cho anh em này. Đấy, bản của nó là gần được 4 phân nhá, gần được 4 phân và 12x12. Có những cái lỗ đây để anh em mình xài. Đấy, ví dụ như anh em mình lắp như này cũng được này, hoặc là lắp hai cái quạt đối lưu. Đấy, một cái hút một cái thổi. Đấy, cũng rất là hay luôn ha. Kiếm được một ít cái quạt tản nhiệt anh em nhá. Quạt này cực kỳ là xịn sò và nó là dòng quạt phun nhôm. Đấy, phun nhôm, cánh này cánh nhựa, động cơ không chổi than. Nhôm của nó cực kỳ là dày luôn nhá các bác. Và ở đây thì anh em mình phải dùng tối đa cho nó là 48V. Đấy, thì 24V anh em vẫn dùng được. 24V thì nó chạy có một nửa công suất thôi. Đấy, thì nếu các bác kiếm cho em cái nguồn 48V là xài cái con này là cực kỳ là đẹp rồi, cực kỳ là ngon lành luôn này. Đó. Và nó đi kèm theo đó là một cái lưới để chống kẹp các thứ vào cánh mọi người ạ. Đấy, thì mọi người về vít ốc các thứ kiểu vào đây cho em nhá. Ngoài ra chỗ cái này nó có thêm một cái gen nữa để cố định này. Thì em sẽ đo cho anh em mình nhá. 48V này, 0.28 à. 0.28A. Con này ăn dòng cực ít luôn và mạnh cực kỳ. Hàng của Make in Philippines nhá. Make in Philippines. Em đo thử cho các bác coi xem cái mẫu này. Nếu mình vào việc được thì mình xài cái mẫu này nhá. Hơn 17 phân, đường kính là 17.3 và độ dày của nó là đâu được là hơn 5 phân 2. Đấy, độ dày của nó là 5 phân 2. Trên này thì có một vài cái thông tin Rato Tion cái gì đó. Alo. Hàng nó cực kỳ là ok luôn anh em. Lát nữa thì em sẽ test thử luôn cho các bác. Và bây giờ em sẽ cân thử xem con này trọng lượng bao nhiêu để các bác xem nhá. Đây em sẽ cân thử cho anh em nguyên cái quạt này là trọng lượng nó được bao nhiêu nhá. Nhôm của nó thì thấy nó xịn lắm mọi người nhìn này. Em thấy cái nhôm này rất là xịn luôn. Đấy, gần 8 lạng một cái, gần 8 lạng một cái. Đây là em cân điện tử nên rất là chính xác mọi người ạ. Đó, và bây giờ em sẽ đi test luôn cho anh em mình xem cái tốc độ của nó nhá. Các bác kiếm cho em cái nguồn 48V là phục vụ cho nó là bao ngon rồi. Ở đây thì nó có dây sẵn rồi, âm dương. Ở đây em đấu đủ 48V cho anh em mình xem tốc độ của nó nhá. Mạnh lắm mọi người ạ. Xịn cực kỳ luôn. Nó mút này. Nó mút xuống đây luôn. Các bác
bác cầm trên tay nó lắng như vậy là nó kiểu dạng là gió nó tạt đấy, rất chi là mạnh. Rồi anh chị nào mà có nhu cầu cần sử dụng cái mẫu này thì báo em gửi cho nhá, em kiếm được một vài cái. Giá cho em nó là 180.000 đồng một cái anh chị nhá, 180k trên một cái như này. Hello, xin chào toàn thể anh chị em. Hôm nay có một vài sản phẩm mới về trên kênh thì em Thanh đã lên giao lưu cùng toàn thể anh chị em và các bác một số món nhá. Thì đầu video anh chị em ủng hộ em Thanh một nút like, một nút đăng ký kênh. Cảm ơn toàn thể anh chị em. Sản phẩm đầu tiên thì em có về được cái dạng bơm bỏ cốp xe. Đấy, bơm bỏ cốp xe rất là tiện lợi, nhỏ gọn. Đấy, lực bơm thì chắc chắn. Cái này rất là tiện lợi cho anh em đi xe máy này, xe đạp điện các thứ này, bỏ vào cốp luôn. Đó, lực hơi của nó rất là khỏe. Trong này thì nó sẽ có, nó có cho anh em mình là mấy cái đầu này, đầu bơm bóng, đầu bơm những cái đầu ấy này. Còn bên ngoài này thì nó là hai đầu bơm nữa, bơm xe đạp, bơm bóng bay, bơm xe máy này, ô tô các thứ. Đấy, nhưng mà dòng này anh em chủ yếu là bơm xe máy, xe đạp là chính thôi. Đó, thì nó dùng nó rất là đơn giản như vậy. Đấy, mình sẽ dùng cái này, dùng nhỏ gọn như này, mình sẽ dùng bằng chân anh em nhé. Ví dụ như này, đấy, chân này mình đạp rất là tiện lợi luôn, rất tiện lợi luôn. Và phần hơi của nó thì nó cũng cũng ra rất là mạnh anh chị ạ. Đấy, mình bỏ vô đây này. Con này nó là hàng của nó còn nguyên hộp mới nhá, anh em, thương hiệu của Stanley. Đấy, dùng xong anh em ấn vô nó vào, bỏ cốp xe. Em đo kích thước cho anh em mình xem nhá. Bỏ cốp xe thì xe nhỏ nhỏ cũng bỏ vừa luôn. Nó có 17 năm thôi. Đấy, nó có 17,5 phân. Rất tiện lợi. Giá cực kỳ là tốt nhá, giá là còn rẻ nữa anh em ạ. Giá một cái bơm như này nó có 90.000 đồng thôi anh em. 90k một cái bơm. Đó, rất là tiện lợi nhá. Các bác nào dùng cái này mang đi bỏ cốp xe đi làm đi liếc là tiện lợi cực kỳ. Rồi, anh em nào lấy cái bơm này thì báo em nhá. Là mẫu sạc ắc quy Polymay. Con này thì cực kỳ là xịn rồi. Anh em đã dùng, đã phản hồi đến em ấy, là con này cực kỳ là ngon để anh em xài. Dòng này nó chưa bao giờ bị lỗi là tính năng tự ngắt. Và anh em quan tâm đến nhất là cái tính năng tự ngắt. Đấy, làm sao mà bình giữ tuổi thọ lâu cũng như là bình không bị phồng thì anh em dùng lên cho em con này. Con này xài từ sạc từ 3A cho đến 200A. Đấy, sạc những cái dòng từ 200A đổ về cho em nhá. Auto volt từ 12V cho đến 24V. Đấy, mời anh em đi vào chi tiết cái mẫu sạc Polymay như này. Rồi, em tin rằng là cái con này sẽ không làm mọi người thất vọng về những cái dòng sạc ắc quy thông minh. Thì con này nó là dòng sạc thông minh nhá, mọi người nhá. Trước tiên thì đây là những cái dạng giấy tờ. Đấy, giấy tờ. Anh em có thể tham khảo thêm những cái phần giấy tờ. Và đây thì đầu điện nó có hướng dẫn này. Đầu điện vào và đầu điện ra. Đấy, 12 hoặc 24, hoặc anh em nấu nối tiếp vào là bình hai bình sạc một phát hai bình luôn, là hai bình 12V là thành 24V cũng được luôn nha các bác nhé. Đó, thì nó từ 12 cho 24 mà. Vỏ bên ngoài như này thì nó được làm bằng bằng hợp kim nhá, bằng thép nhá anh em nhá. Bằng thép nó gần như là cái dạng tôn uốn ấy, cái tôn ấy, xong phun sơn tĩnh điện như này. Có phe, có quạt tản nhiệt. Quạt tản nhiệt thì cắm điện là phát chạy luôn. Đấy, cứ tản nhiệt lên cho nó thôi. Ở đây thì có cái nút này. Thì nút có biểu tượng về xe Honda thì nó là 12V. Và biểu tượng bên này nó là ô tô. Thì anh em tùy ấn. Ô tô là 24V. Còn cái này thì em nghĩ là nó cũng không có cần cho lắm. Tại vì là nó cũng auto rồi. Tự động nó sẽ chuyển rồi. Mặc dù là anh em đang sạc bình 24V, 12V mà mình đang xài con 12 như này, nhưng khi mà anh em này chuyển sang sạc con bình 24V thì đèn 24V nó sáng, thì anh em không cần chuyển qua đây thì nó vẫn sạc bình thường. Đó, đấy. Thì hãng cái Polymay này nó làm cái nút này thì nó cũng gần như là gần như thừa luôn. Đấy, tại vì nó cũng tính năng tự động
tự động chuyển đổi anh em nhé, 12 24 này, từ 3A cho đến 200A này. Thì em sẽ đo phần kích thước này cho anh em nhé, nhìn nó cực kỳ là khôn khéo luôn. Đấy, cực kỳ khôn khéo nha anh em. Đây, con này nhỏ gọn, xinh xắn, vuông vắn, đẹp đẽ. Cái này chiều dài là 17 năm, chiều ngang của nó là được 13 phân. Và bản dày của nó đây là 7 phân anh em nhé, 7 phân. Đấy, 7 phân. Rồi, đầu kẹp to anh em nhé, đầu kẹp to, chống ngực cực luôn. Thì nhiều anh em là, nó đã chống ngực cực rồi thì nhiều anh em cứ quẹt quẹt như này, xem nó có ra lửa không. Nhưng mà xin thưa với mọi người, dòng này dòng điện tử, nó đã chống ngực cực rồi thì nó sẽ không bao giờ bị tóe lửa ra đâu. Nó không như cái dạng quấn nhá mọi người nhá, nó không như cái dạng sạc cổ ngày xưa. Và tính năng tự ngắt rồi, sạc đầy tự ngắt rồi là chống ngực cực. Dù anh em có kẹp nhầm như này thì cũng không ảnh hưởng gì nhá mọi người nhá. Đó, thì thông thường là nó cũng có đầu âm dương rồi, anh em cứ kẹp vô vào. Bây giờ em sẽ cắm điện và test luôn cho anh chị em nhá. Em sạc một con bình 12V. Và khi mà mình cắm sạc lên đó, cắm sạc lên thì nó sẽ báo ở đây đèn xanh là 12V. Và khi nếu anh em dùng hai bình 24V thì nó sẽ tự động nó chuyển lên sang đèn 24V nhá. Và bắt đầu khi sạc ấy thì nó sẽ báo đèn đỏ. Đấy, khi sạc nó sẽ báo đèn đỏ. Và đây nó đang nháy pin. Thì cái bình của em là nó kiệt pin rồi. Nó kiệt pin rồi nên là từ từ nó mới lên dần. Nó sẽ báo vạch pin, nó sẽ đẩy theo lên như này nhá mọi người nhá. Đó. Đây, khi cắm điện vô này, quạt gió chạy luôn. Đấy, khi mà quạt gió chạy luôn thì anh em biết rồi, nó rất là bền, tản nhiệt cho nó rất là bền. Đấy, cái rắc này nó đang bị lỏng anh em ạ. Thì anh em mình cứ cắm điện vô là nó bắt đầu nó tự sạc, sạc cho nó. Khi sạc đầy thì nó tự ngắt cho anh em. Rồi, ok, đó là một con sạc Bulimay. Anh em có thể tham khảo thêm cái mẫu này. Đấy, nó đang sạc lên được, bắt đầu lên này, 25% rồi này. Đấy, vừa nãy là nó chưa được kích lên được tí nào, đang đắp nhấp nháy điện đang vào. Đấy, thì khi mà đầy là cái đèn này nó tắt nhá mọi người nhá. Cái đèn này nó tự tắt này, nó không có lên màu đỏ nữa và nó lên màu xanh. Đó, ok anh chị. Và đây là mẫu sạc ắc quy. Giá em báo cho anh em là 330.000, em có hỗ trợ anh em phí ship về tận nhà luôn nhá. Dù các bác mua một cái em cũng bao ship này. Đấy, mua một cái này em bao ship luôn. Tiếp theo ở đây thì lên cho anh em nốt cái lô dây trượt âm như này. Dây trượt này các bác về ngành chế, nhất là anh em thợ mà có được những cái bộ như này thì đúng là đúng bài luôn, để lắp cho khách hàng này. Anh em thợ nào mà làm về đồ gỗ, đồ nhựa, đồ tủ tiếc ấy, thì mình dùng cho tham khảo cái mẫu như này. Đấy, dòng này nó là dòng dây âm giảm chấn nha mọi người nhé. Dây âm giảm chấn thì nó cứ đi vào đến tới cái khớp của nó thì nó tự động nó chạy chậm lại và nó hít vào nó chạy chậm lại. Đấy, dù anh em mình có đẩy thật mạnh đi chăng nữa thì nó đến cái nấc đến đây là nó tự động nó hít vào. Ở đây thì nó có một cái ti rất là to như vậy. Đây, mọi người xem cái ti của nó này, ti to lắm. Đấy. À, nó bao xịn luôn anh em ạ. Một bộ như này nó là hơn một cân, gần được 2 cân nhá. Gần được 2 cân một cái bộ như vậy. Đấy. Và đây em sẽ đo cho anh em mình xem. Ở trên này thì nó có một số cái thông tin. Đấy, của thương hiệu SHABC N400R. 400R tức là đâu đó nó là 40 phân thì phải. 40 phân là chưa hề rút ra. Đây em sẽ đo luôn. Đấy, 40 phân anh em nhá. 40 phân như vậy. Rồi, khi mà đẩy ra nhé mọi người nhé, dòng này nó là dòng 3 tầng, 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng. 3 tầng thì nó dài lắm mọi người, dài hơn những cái dòng 2 tầng nhiều. Và khi mà mình đẩy ra ấy, thì ngăn kéo của các bác sẽ kéo ra được là, các bác sẽ kéo ra được là bao nhiêu đây? Kéo ra được 36 phân, đấy, kéo ra được 36 phân nữa. Là từ cái học tủ của các bác kéo ra được 36 phân. 36 phân rất là dài đấy mọi người ạ. Tha hồ lấy đồ. Đấy, tha hồ lấy đồ luôn. Rồi, ok anh em nha, một cặp như này. Và nó cũng có bao gồm thêm phụ kiện nữa. Thì nó sẽ bao gồm cho anh em những cái này này.
Đấy, những cái này mình sẽ đưa vô đây, vô đây, nó kẹp vô đây như này đó. Thì khi mà anh em mình muốn lấy cái khay tủ ra thì anh em ấn cho em cái này, này, hai cái này, hai cái này nó bình bình hai cái khay tủ nhá. À, cái khay khay tủ ngăn kéo đấy, còn đây là cái khớp lẫy để nó chèn này đó. Thì cái này nó sơ qua là anh em thợ mộc làm nghề là biết rồi đó. Thì em báo giá luôn cho anh chị em cái này, cái lô này thì em cũng đang thanh lý luôn rồi. Giá cho bộ dây âm giảm chấn như này em đang thanh lý cho anh chị em mình chỉ có 80.000 đồng một bộ thôi. 80.000 đồng một bộ, bộ của nó là một ký mấy, gần 2 ký đấy, gần 2 ký một cái dây âm như này đấy. Và lưu ý anh em nhá, đấy, bộ này em sẽ không có hề bao ship cho anh em được, tại vì giá là giá thanh lý và nó rất là nặng đó. Và giá nó cực kỳ là rẻ, rẻ hơn là trên thị trường rất là nhiều đấy. Thì nó gần được 1,8 ký nhá, gần được 1,8 ký. Và tiếp theo em về được những cái ít cái đuôi đèn cảm biến, anh chị nào mà cần những mẫu này thì có thể dùng cái đuôi đèn này. Thì khi mà mình đi qua đi lại thì tự động nó tắt bật, mình không cần phải tắt bật nữa. Thì cái con đuôi đèn này các bác chỉ có việc xoáy cái bóng chân đuôi tròn vào như này là thôi là ok rồi này. Cái mắt này là mắt cảm biến anh em nhé, mắt cảm biến. Ở trên này thì cái này nó có chỉnh độ trễ này, rồi là bật ban ngày, bật ban đêm và bật auto. Đấy, nó có 3 cái tính năng như vậy. Bình thường anh em cứ để mặc định như này mà anh em dùng là ok rồi. Con này thì nó là phổ thông rồi anh em, nó phổ thông rồi. Đó, thì mình cứ xoáy đuôi vào đây và gắn vô vào tường là xong. Đấy, nó trụi xuống như này, trụi xuống như vậy nha mọi người nhá. Thì cái mắt cảm biến này nó sẽ nhìn, nó quét khi người đến là nó tự động nó sẽ phát sáng. Và trong cái độ trễ là đây, nó có 16 giây này, 32 giây này và 262 giây là nó sẽ tự động nó tắt. Thì độ trễ thì mặc định của nó là 16 giây là tự tắt đó. Thì cái này là đang để ở chế độ vào ban đêm bắt đầu nó mới bật này. Còn là array với đấy là chế độ tự bật đấy, tự bật và chế độ bật ban ngày ban đêm đều đi qua là tự bật tự tắt đó. Đây là con đuôi đèn cảm biến, giá trị của nó thì nó chỉ có 60.000 một cái thôi. Đây là cái bóng mà em đang mô phỏng cho anh chị em nhá. Đó, thì 60.000 đồng trên một cái đuôi đèn như này, các bác lắp vào trong nhà tắm hoặc là trong chỗ cổng đi ra đi vào nhiều rất là tiện. Hoặc là trong khu bếp nhà mình, mỗi lần mình vào bếp mình nấu nướng là nó tự động nó bật lên đó. Thì anh em để độ trễ cho nó lâu lâu tí nếu trong nhà bếp ạ. Sẽ giới thiệu đến các bác một cái dòng thương hiệu của Daikin, nó cũng khá là nổi tiếng trong cái ngạch điều hòa cũng như lọc không khí rồi anh em. Thương hiệu Daikin nó nổi tiếng cực kỳ rồi. Thì đây là dòng cánh buồm nhá, dòng Daikin cánh buồm đấy. Về cái công suất của nó thì nó con này nó rất là khủng luôn. 58W này, anh em nhìn thấy không, tải điện 100 và 58W đấy. Rồi, con này cực kỳ là nặng nhá mọi người nhá, có chữ Daikin ở bên dưới, Daikin bóng lọng luôn. Rồi, hình thức còn nó khá là ok luôn. Guồng, đây là cái phình nước nhá, cái đựng nước này to. Guồng đây, đẹp chưa anh em, còn cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, hầu như là chưa có sai luôn nhá mọi người. Thằng này là ít thằng xài này. Đấy, ít xài cái nhìn cái guồng biết ngay. Và cái nắp này nhá mọi người nhá, cái nắp này này, muốn mở ra thì mình phải ấn cái lẫy ở bên dưới này. Đấy, chứ các bác cậy ra là gãy lẫy nhá. Ấn hai cái lẫy ở bên hông bên này. Đấy, nâng nó lên. Rồi, Daikin này. Trên này thì đây là cái màng của nó bên trong này. Cái này cậy ra kiểu gì đây mọi người? Màng thô của nó bên trong, màng thô đầu tiên là màng thô ngoài này. Tiếp tục là màng giấy này, màng thô giấy này. Đấy, màng thô giấy này. Và tiếp tục là một cái này nó là cái gì đây? Một cái phần lọc nữa. Cái này nó không có, dòng này nó không có than hoạt tính nhưng mà nó có một cái lọc như này nữa này.
Đấy, vào nhìn bên trong. Nhìn trong như vậy. Nói chung là mẫu này cực kỳ là ok rồi. Dành cho anh em nào thích cái dòng Daikin. Nói chung là Daikin là nó cũng nổi tiếng về cái dòng điều hòa cũng như là lọc không khí mọi người ạ. Có những vùng thì anh chị em mình chỉ thích sáp này. Có những vùng thì anh chị em mình chỉ thích cái Daikin này. Đấy, và có những vùng thì anh em lại thích cái lọc khí của Pana. Nhìn nó xinh xắn. Đấy, còn Daikin này thì nhìn nó khủng chắc chắn. Rồi, hình thức còn đẹp như vậy anh em xem chi tiết hơn nhá. Đấy, hình thức của nó đây. Trên này thì có công nghệ eco, siêu tiết kiệm điện, một số cái tính năng đèn đóm các thứ của... Đấy, con này rất là nặng nhá, nặng hơn dòng Pana. Em sẽ thử ghim điện vào. Từ khi phải ghim điện vào không, nó không lên là đứt bóng luôn anh em ạ. Nút bật đâu? Đây. Nút bật đây. Đấy, phả ra mùi rất là thơm nhá. Úi giời. Đấy. Trên này mọi người nhìn này. Đấy, một số đèn đóm các thứ tính năng. Đây chế độ thì anh em chuyển chế độ đây, các chế độ như này. Đấy. Úi giời, mạnh quá, mạnh lắm mọi người này. Anh em nào dùng con này, con to ở phòng lớn thì dùng con này. Con này nó đâu đó nó là 58W lận nên là nó rất to nhá. Đấy, rất to. Rồi, ok anh chị em. Đã giới thiệu màng phổi các thứ và công năng sử dụng eco khóa trẻ em. Eco bật tính năng siêu tiết kiệm điện lên này. Đấy, cảm biến mùi. Cảm biến mùi và các thứ là này, chỗ này này. Cảm biến mùi và cảm biến khói các thứ đấy anh em, thông khí đó, siêu nhạy rồi. Rồi em lên mã này, nó là cái mã M7 à. Chị nào thích cái dòng công suất lớn thì dùng con này đấy, 58W đấy thì dùng con này. Một giá của nó là 1.300.000, mã L7 anh em nhé. Mã L7 em bao cho anh em hoạt động ngon lành đấy, hình thức các thứ anh em ưng ý thì báo em. Một cái mã này nữa, màu này nó là màu cà phê. Cái này không biết là bẩn hay như nào đó. Đấy, bẩn nha mọi người nhá. Đây, lau đi là sạch này. Bẩn đấy, lau đi là sạch. Màu này là màu cà phê. Đấy, của hãng Daikin. Đấy, nó giống như nhau hết thôi. Công năng sử dụng thì nó giống như nhau hết rồi. Thì cái dòng này em chỉ có cho anh em xem cái phần lọc và cái phần guồng. Đấy, công suất cũng đều là 58W nhá anh em nhá. 58W. Đấy. Không bao, không đủ đồ, không bể vỡ. Ui giời, con này còn đẹp luôn này mọi người này. Con này rất là đẹp. Trời ơi, con này thì cũng không kém con kia luôn nhá. Con này còn đẹp hơn luôn. Mọi người nhìn này. Quá tuyệt vời luôn. Anh em nào lấy con này thì nói chung là lô này về thì rất là đẹp các bác ạ. Đấy. Về cách hoạt động thì giống nhau hết mọi người nhá. Đấy, đi để tiết kiệm thời gian thì em sẽ báo giá luôn cho anh em. Mã này là mã L8. Quên chưa cho anh sâu cho anh em cái phổi luôn. Con này khỏi thay phổi luôn. Đấy. Con này khỏi thay phổi luôn các bác nhá. Phổi đẹp long lanh như vậy. Mới cáu. Ôi trời. Các bác nhìn này. Xịn luôn. Rồi. Lắp vô. Báo giá luôn cho anh em. Màu nâu cà phê mã L8 đấy, giá là 1.400.000 anh chị nhá. Đẹp như trên hình luôn này mọi người này. Em có nào em nói vậy nhá. Theo một em Daikin nữa nhá. Đây là có ba em Daikin thôi. Con này cũng công suất là 58W anh em nhá. 58W xài điện 100 cũng là đều là công suất khủng hết. Rồi em sẽ mở ra cho anh em xem cái phần bên trong. Các bác nhớ là phải ấn cái lẫy bên này nhá, đừng có nâng ra nhá là gãy đó. Rồi, con này thì cũng tạm được, cái phổi này tạm được. Đấy, bên trong thì cũng như vậy thôi. Đấy, phổi này thì các bác cũng về vẫn xài được, không có lo lắng gì cả. Và tiếp đến là cái phần guồng. Tiếp đến là cái phần guồng nước mọi người nhá.
Đấy, lẫy liếc là còn ngon lành. Đấy, guồng nước này vẫn trắng này. Con này thì cũng vẫn còn khá là ok luôn anh em, vẫn còn đẹp luôn như này. Đấy. Rồi, mã này nó là bao điện đóm ngon lành. Em bao cho anh em điện đóm ngon lành. Phần hình thức đây anh em. Đấy, phần hình thức đây. Đấy, có về phần hình thức như vậy nha mọi người nha. L9 đó, mã L9 này thì giá của nó cũng là 1.300.000 thôi, 1.300.000 thôi, thì em cũng bao ship cho anh em đến tận nhà các bác nhá. Đó, thì phần Daikin thì nó có 2 con 1.300.000 và 1 con 1.400.000, màu này màu cà phê.